Hello mọi người, nhất là các chị gái tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em làm về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất cho tuổi của các chị. Với hy vọng rằng nó sẽ đem đến những cái thông tin cần thiết để cho các chị có những cái dự định trong cái việc làm ăn cũng như là phát triển sự nghiệp của mình, hay là gọi là an phận thủ thường trong cái năm Mậu Tuất 2018, một cái năm vẫn là tam tai nhưng mà là năm cuối. Chúng ta đang ở trong giai đoạn tam tai, thì đây là tam tai năm cuối, thì nó cũng có những cái nhiều điều là không có suôn sẻ cho lắm, cho nên là hy vọng những gì em chia sẻ nó sẽ thật sự giúp được cho các chị. Và nếu như các chị xem video thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới để cho nhiều người tuổi Bính Ngọ khác cùng được biết, cũng như là comment những cái tuổi của mình, ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới. Nếu như chị nào mà rơi vào cái ngày tháng năm sinh mà nguy hiểm quá thì em sẽ inbox trả lời thêm và chỉ cho các anh chị mà vận dụng phong thủy trên mệnh của mình, giống như là đeo vật phong thủy hay là làm gì đó để cho giải hạn bớt cái xui của mình. Thì phải nói là cái năm Mậu Tuất 2018 đối với các chị tuổi Bính Ngọ là một năm nói chung là cũng không có quá thuận lợi, có rất là nhiều khó khăn. Hy vọng là sẽ làm được cái nhiều việc cho các chị. Đầu tiên hết đó là các chị tuổi Bính Ngọ thì là mệnh là thiên hà thủy, gặp năm bình địa mộc á là sinh xuất, thủy sinh mộc mà, là bổn mạng của mình bị suy yếu ha. Sao lại là gặp một cái sao rất là xấu, cái tinh quân xấu, đó là sao chủ Thái Bạch. Sao này là chủ về hao tài đau ốm, hạn thì thiên tinh, mà hạn thiên tinh thì tinh thần bất an, lo âu nhiều việc. Vận niên hầu thực quả là một vận niên gọi là khá tốt. Thiên can bính gặp mậu, mà bính là hỏa, mậu là thổ, thì gọi là thiên can bị sinh xuất, như vậy là sinh xuất hao tốn. Địa chi ngọ gặp tuất, vừa là tam hợp mà vừa là tam tai. Người ta nói tam hợp hóa tam tai, tức là đây là trường hợp này, tam hợp hóa giải cái sự xung khắc xui xẻo của tam tai. Nhưng mà nó xung khắc xui xẻo như thế nào thì cũng phải tùy vào những cái tinh quân bên trong. Thì để mà xét một cái tử vi của năm á, thì em phải xét cái thiên tính của cái tuổi đó. Và nếu như cái thiên tính của tuổi đó nó ảnh hưởng nhiều đến năm thì mình sẽ phải điều chỉnh ha, mình sẽ đưa ra những cái nhận định khác. Thì thiên tính của các chị như sau: các chị gái mà tuổi Bính Ngọ ha, là cái tuổi của các chị là hỏa, mà mạng là mạng thủy, tự ngọ là nằm âm ngũ hành của ngọ là hỏa, mà mạng là mạng thủy, cho nên là tuổi với mạng tương khắc nhau, vốn là cuộc sống phải chịu thăng trầm bôn ba đây đó nhiều nơi ha. Chỉ có những người mà thuận sanh vào ban đêm của mùa thu và mùa đông thì đỡ vất vả, cuộc sống tương đối đầy đủ an nhàn, thì gia đình mới không có bị xào xáo, không hạnh phúc ha. Nghịch sanh đổi số thì phải vất vả gian nan ha, bôn ba đây đó, trưng chuyên rất là nhiều. Người đẹp mệnh nhưng mà không có trọn vẹn tình yêu ha. Rồi dù cho là các chị là nắm cái vận số, mà nếu đúng ra về tử vi vận số các chị không phải là vận số tốt, nhưng mà các chị lại là người thành thật ha, nhiệt tình sôi nổi, có cá tính, đặc biệt là rất lạc quan, luôn luôn không bao giờ mà cảm thấy là sa đọa và buồn phiền ha. Cứ lúc nào cũng có sinh khí hết, ở gần người mà tuổi Bính Ngọ lúc nào thấy họ cũng sinh khí, họ lao tới, họ làm việc, họ lạc quan lắm. Các chị cũng là người là không có hay để bụng, không có hay mà coi ghim gút trách móc ai ha. Vốn là được, nếu mà ở trong một cái môi trường tập thể thì thương luôn là được người là được tin cậy ha, thương mến, vốn là người chịu khó làm ăn, đặc biệt có chí cầu tiến, nhưng lại là người không thích tranh quyền đoạt lợi, thích cầu tiến nhưng mà không thích tranh quyền đoạt lợi ha. Tâm tính thì hiền lành, vốn chỉ đem công sức ra để đổi lấy lợi nhuận, tức là lấy công làm lời ha, chứ không có toan tính, không có dành dụm cái này cái kia ha.
không như các anh nam cùng tuổi à, các chị á, là cái người có tay cầm của. Anh nam bính ngọ thì không có tay cầm của đâu, nhưng mà nữ bính ngọ thì rất là có tay cầm của à. Nên sự nghiệp tiến chậm nhưng vững bền, giai đoạn này phần lớn các chị á, là cơ nghiệp không quá lo nghĩ nhiều nữa rồi ha. À, tiền tài thì nó nhiều thì cũng không nhiều, nhưng mà ít thì cũng không ít đâu. À, đa phần các chị á, tiền vận thường thì khó khăn bôn ba, từ trung vận thì tương đối ấm êm, tuy có một số ít sóng gió trong sự nghiệp à, nhưng mà nó cũng không có quá lớn đâu. Người của các chị vậy chứ người bính ngọ thì không có cái sự thăng trầm trong sự nghiệp như người mậu ngọ. Cùng là tuổi ngọ nhưng mà bính ngọ họ cái sự thăng trầm của cái biên độ thăng trầm của sự nghiệp họ không lớn à. Ngoại trừ các chị gặp đường tình duyên bất ổn thôi à, tức là kết duyên với một cái ông chồng à, gọi là phá của ăn chơi không chịu làm gì hết đó, thì mới là gọi là phần nào vất vả à, đổi thay à, các chị là người mà phải nói là cố vun vén gia đình, là cố níu giữ gia đình dữ lắm. Nhưng mà nếu mà gặp một ông chồng mà ăn chơi mà chỉ biết cho bản thân mình không biết cho gia đình thì chắc chắn các chị phải sẽ chia sẻ thôi à, phải chia rẽ thôi ha. Nhờ có tấm lòng thương người à, dễ xúc động trước cái sự đau khổ của bất cứ cái người nào, nhiều khi người đó không quen biết, sẵn sàng giúp đỡ mà không vụ lợi, nên nó là hậu vận sẽ được hưởng nhiều phúc lộc, gia đạo sẽ an vui đầm ấm ha. Nếu không giàu có thì cũng không phải lo nghĩ về tiền bạc à, mà như các chị biết rồi, các chị ở nhân dân nó nói là các chị là vốn dĩ là người cần cù chịu khó biết tích lũy à, cho nên đó là chắc chắn là sẽ có của cải. Cùng là phần bính ngọ nhưng các chị không quá vất vả như các anh nam đâu à, đó là thiên tính của mình ha à, những cái gì mà cái số của mình đã định cho toàn cái năm, toàn cái tuổi của mình à. Còn đối với năm 2018 á, thì năm Mậu Tuất 2018 này á, là các chị á, thì không may mắn gặp cái sao Thái Bạch chiếu mạng, tiền bạc tốn hao ha. Sao Thái Bạch á, có người đau ốm dễ sinh bất hòa, sao Thái Bạch á, lại là thuộc hành kim, đối với người mà mạng thủy của các chị á, à, lại là kim sinh thủy, nên là nó lại có cơ hội vượng phát. À, trong rủi có may, tuy mang Thái Bạch nhưng lại không không là điều nó không đem lại nhiều điều xấu như vốn dĩ cái sao Thái Bạch nó có. Tại vì các chị thuộc hành thủy, nó thuộc hành kim, nó tương sinh cho các chị ha, cho nên là đừng có nghe sao Thái Bạch cứ là sợ. Có nhiều người rơi vào sao Thái Bạch họ làm ăn rất là lên, tại vì họ có cái mệnh cái sao Thái Bạch nó lại tương trợ cho họ, chứ không phải tinh quân xấu là cứ ông gặp ông làm xấu đâu. À, nói là mình là một hằng số đúng không, gặp năm này là một hằng số cộng lại, cái hằng số đó nó xấu mình xấu, mà âm cộng âm ra dương, chứ không phải là cứ hả chừng nào dương cộng âm thì nó mới tính khác ha. Cho nên các chị cũng đừng có quá lo lắng vì cái sao Thái Bạch này, nhưng mà chưa chắc là nó đã xấu hoàn toàn hoặc nó tốt hoàn toàn ha. À, hạn thì gặp thiên la à, tinh thần thì bất định, lo nghĩ vẩn vơ hết chuyện này đến chuyện khác, không có lợi cho sức khỏe và tâm tinh thần. Vận niên á, hầu thực quả là tốt à, các chị đang trong hoàn cảnh thuận lợi à, đường công danh đang vào cái giai đoạn mà gọi là thuận lợi thuận thời, cho nên à, tiền bạc thì dễ tạo, muốn gì cũng dễ thỏa mãn, đó là cái vận niên của năm nay à. Về tứ trụ á, thì với thiên hao địa hư, công việc làm ăn thì thua lỗ à, tiền bạc thì hao tán nhiều đường, mưu tính không được như ý, gia đình tình cảm thì cũng xanh rầy rà bất an, có nhiều việc phải lo giải quyết gây thêm tốn hao à, cho nên là nói là được cái này thì mất cái kia. Như là vậy phối hợp các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay năm Mậu Tuất là can mậu của chữ Mậu Tuất thuộc dương, ngũ hành thì sẽ hợp hỏa, trung vận là thái thủy, cho nên hỏa sẽ rất vượng à. Đối với các chị mạng thiên thượng thủy á, là tương khắc, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đáng kể, tự vì là chúng ta khắc nó, chúng ta là thiên hà thủy và có gặp năm vượng nhiều đi nữa, lửa trên trời cũng đổ xuống thì cũng tắt được, cho nên là không có bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng cũng là không phải là một cái năm thuận lợi
À, dù gì cũng phải là bệnh mạng tương khắc. Sao hạn thì có phần yếu kém, tức là sao thái bạch đó. Công danh tài lộc không được như ý, còn có thể phải hao tốn. Vận thế cũng bất lợi, không nên mưu tính chuyện lớn. À, tiền bạc phải cẩn thận, gia đình tình cảm thì cũng rối ren. Có nhiều chuyện trái ý, làm cho tinh thần bất an, ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn. Hơn nữa đây là năm, vẫn là năm tam tai. Dù là chúng ta có tam hợp, nhưng mà chúng ta vẫn là năm tam tai. Mọi việc nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất thường. Nhờ được vận niên là hậu thực quả thì nó khá tốt, cuộc sống vẫn đáp ứng được những cái mong muốn của các chị. Có thể nói đây là năm tương đối khó khăn, đừng quá tham vọng ha, chỉ nên cố gắng duy trì tiếp tục các công việc cũ, đừng đầu tư vào cái gì lớn bỏ tiền ra thì nó là năm không thuận ha. Không đầu tư lớn, không bỏ tiền ra thì vẫn có tiền sinh sôi như những gì các chị đã sắp đặt ha. Các chị là người mà phải nói là đã dự tính trước hết mọi điều rồi, cái gì nó cũng là bước 1, bước 2, bước 3, thì giờ là đang ở trong cái giai đoạn là gọi là gặt lúa rồi, cho nên là đừng có mà chưa gặt xong mà lấy lúa này đầu tư cái chuyện khác thì nó sẽ không được ha. Xét về mặt tử vi ấy, năm 2018 là tiểu vận đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Các chị đang ở trong cái giai đoạn đại hạn 10 năm, tức là từ năm 52 đến năm 61 tuổi, là giai đoạn có nhiều biến động không tốt từ công danh đến gia đạo, nhưng không phải là giai đoạn thụt lùi, mà là nó chỉ là những va vấp, những cái điều không tốt xảy đến thôi. Nhưng mà các chị đã vốn gì đã xây ghế chuẩn rồi, cho nên là cũng không phải thụt lùi cái công danh của mình. Nhưng mà nếu như gọi là vượng phát thì đây không phải là năm vượng phát của các chị, cái giai đoạn vượng phát của các chị ha. Giai đoạn này có dụng là mình đã bắt đầu la la lại rồi, mình bắt đầu la la lại rồi, thì mình hết làm rồi, thì cho nên là về tử vi thì đây là giai đoạn đại hạn 10 năm của hậu vận rồi. Tiểu tiểu hạn thì năm nay là bại địa rồi, lại cộng thêm cái chịu ảnh hưởng không mấy tốt đẹp của cái đại hạn 10 năm nữa, sẽ càng phải cẩn trọng nhiều hơn trong công việc cũng như gia đạo. Tiểu vận của đi vào năm nay năm Mậu Tuất là đi vào bại địa mà, cho nên là cẩn thận. Tọa thủ cung hạn thì có tướng quân nè, cho nên là các chị là có tướng quân thì năm 2018 này cái vị thế, cái gọi là cái, thí dụ như các chị đang đi làm cho quan vận, cái vị thế lãnh đạo của mình á ha, vẫn được duy trì. Cái vị thế người cầm trịch của mình sẽ không có bị ai tác động hết, sẽ không có sợ gì mà nói không ra, tại vì mình có tướng quân trong mệnh của nó năm Mậu Tuất. Tuy nhiên là nó cũng trong hạn này cũng có nhiều phá bại tinh sẵn sàng quấy phá, cho nên là đừng có thấy là cái vị thế của chúng ta vững chãi thì chúng ta không có đề phòng ha. Có là tử tham thì các chị là người rất là khôn ngoan, vốn là toan tính giỏi, lường trước được mọi việc ha. Thì các chị rất vốn dĩ là người mậu bính tuất quên bính ngọ thì hay gọi là suy, có cái họ suy nghĩ cái gì, họ ràng buộc cái gì là sẽ có linh cảm rất là tốt. Nhưng mà gặp toan tính giỏi, nhưng mà gặp phục binh nè, thiên khốc thiên hư ha. Phục binh là ấy rồi, thiên khốc thiên hư nữa là những cái rồi tế phá nó ở hàng, vẫn sẽ không tránh khỏi tốn hao. Dù có giỏi có ba quan như nào nữa, nhưng mà cái chuyện đời mà sự đời nó thay đổi ghê lắm, cho nên là các chị cẩn thận. Năm 2018 không những ngoại duyên xấu nè, còn phải chống đỡ với nội bộ bất an, dễ gặp người phản trắc, rất nhiều việc rối rắm. Ngoài ra cung tiểu vận còn có bệnh phù tam môn đáo nhập, tinh thần và sức khỏe cũng có phần khó khăn, khiến cho mưu sự khó thành, công việc thì dễ bị trì trệ. Rồi tử vi thì có quan phù kình dương, tuế phá đà la thiên hư hợp chiếu, báo hiệu sẽ bị chống phá gièm pha của đồng nghiệp nếu làm việc trong quan vận, hoặc là sẽ gặp cái sự trắc trở trong cái việc mua bán kinh doanh, gặp
chúng mà khách hàng nó trời ơi đất hỡi, tiền bạc nó là ngàn ha, rồi nó còn nói chuyện cho mình sóc óc nữa. À, rồi ngoài ra cung mệnh còn có ngũ quỷ cần phòng tiểu nhân quấy phá, gia đạo cũng có những hư hại không ngờ, trong lòng nhiều chuyện buồn phiền lo lắng. Với ngũ quỷ phù quan phù nhập mệnh thì không nên hùng hạp làm ăn, dễ sinh cãi cọ tranh chấp dẫn đến kiện thưa đáo tụng đình. Nên nhớ nha, năm nay là các vị là có sao Thái Bạch thì đừng có bỏ tiền ra hùng, ở trên em đã nói rồi ha, xuống đây còn có quan phù nhập mệnh, quan phù cũng đi với ngũ quỷ nữa, cho nên là cẩn thận. Về mặt tài chính á, thì năm 2018 á, hao tốn thì nhiều nhưng do các chị đã ở vào hậu vận, tiền của thì cũng gọi là thiếu thì không thiếu mà dư thì cũng không dư, cho nên là không còn phải lo thiếu thốn. Nếu không quá tiêu hoang thì sự nghiệp vẫn được bảo tồn. Rồi á, nhìn chung các mặt á, từ sao vận đến tử vi năm 2018 phần xấu rất là nhiều, tốt chả bao nhiêu, từ vận thế đến sao hạn đều bất lợi, gặp nhiều chống trái tiêu hao, chỉ được vận niên tương đối, dù rằng không thuận lợi nhưng vẫn có những cái cơ may nhất định. Nếu biết tránh sóng gió đừng tạo tác không, mà tham vọng nhiều ở những cái việc lớn quá thì là cố an phận thủ thường thì vẫn có tài lộc sinh ra ở những cái công việc cố định của các chị đã gây dựng rồi. Dù không hưng thịnh nhưng cũng không giảm suy giảm gì hết đâu, bảo tồn được tài lực để chờ thời cơ vào năm sau. Dù sao các chị cũng đã ở vào hậu vận, lại vốn là người không quá tham vọng mạo hiểm, cho nên sự nghiệp dù có phần chao đảo vẫn không đến nỗi nào là quá nguy hiểm đối với năm Mậu Tuất. Nếu gọi là biết tích phước ha, làm việc thiện thì mọi biến động sẽ qua nhẹ nhàng, cuộc sống vẫn tương đối an bình. Đây là năm cần giữ cái gọi là an bình thì mới được an toàn, một năm tương đối khó khăn đối với các chị. Như vậy là về tử vi mà sự nghiệp và công danh của năm 2018 đối với các chị thì đầy những khó khăn. Bên cạnh nó cũng có những cái có lực xấu nhiều hơn là tốt, cho nên là các chị vốn dĩ là đang ở trong tam tai, năm năm Đinh Dậu là một năm rất là khó khăn rồi, thì năm tới thì vẫn chưa gọi là bay lên được, mình mới cất cánh là thôi, mới gọi và vượt qua cái chỗ trũng nhất của cái sự nghiệp năm vào hậu vận, cho nên là bây giờ mới bắt đầu là ngóc đầu lên từ từ, cho nên vẫn phải cẩn thận nhiều điều ha. Rồi về tình cảm á, năm 2018 á, sao vận có nhiều bất lợi, gia đạo cũng khó được coi như yên ổn. Các chị là người đảm đang, vốn là người quán xuyến ha, thường là có rất có tiếng nói với chồng con. Năm nay tình trạng này á, thì không được giữ nguyên như vậy đâu, vợ chồng rất là dễ sinh bất đồng tranh cãi. Nếu mà các chị mà cứ cứng rắn như vốn dĩ của mình ha, cái thái độ của mình á, thì sẽ càng sinh thêm bất hòa mâu thuẫn, có thể gây hậu quả tai hại. Với thai phục vượng tướng, chuyện của con cái á, cũng có rối rắm, năm nay sẽ có buồn lòng về chuyện con cái, có thể bị hiểu lầm và mang tai tiếng. Đừng ngăn cản không, đừng có mà chen vào cái tình cảm con cái quá nhiều, sẽ đem ra sự hiểu lầm bất hòa giữa mẹ chồng con dâu. Các con á, các con cái của các chị á, thì năm nay vẫn có đứa có được cái những thành tựu, nhưng các chị không nên nuông chiều, cần phải nhắc nhở con cái để giảm phần nặng tai và tốn kém. Trong lòng thì có nhiều cái phiền muộn không được ưng ý, mọi việc cần cẩn trọng. Cẩn trọng nhất là con trai làm nghịch ý hơn là con gái, năm nay con trai nó dễ làm nghịch ý các chị hơn là con gái ha. Rồi quan hệ bạn bè thì nên cẩn thận, đây là năm có thể bị bạn xấu lợi dụng tình cảm gây hại không nhỏ, vừa mang tai tiếng vừa mất tiền đó. Đối với các chị đang trong tình trạng độc thân á, năm 2018 tình cảm có nhiều biến động bất lợi, rất dễ bị mang tai tiếng, chuyện không thành có nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm ha. Hơn nữa dù đã có người ý hợp tâm đồng cũng không nên tính chuyện lâu dài, vì
vừa gặp Tam Tai vừa gặp Thái Bạch. À, cái đó là sách nói, chứ còn nếu như em thì em kêu ok, lấy đi, mình lấy xong hãy mình hóa giải cái Tam Tai, biết đâu nó sẽ thành công. À, em thì luận cái tử vi nó khác người khác lắm, chứ không có giống sách, cho nên là nhiều khi không biết đâu giống đâu đâu. À, năm nay năm Mậu Tuất á, về mặt sức khỏe á, là can chi á, đều bị cắt, sức khỏe sẽ thất thường, dễ bị rối loạn, đau đầu, đau bao tử hay là máu huyết. Hơn nữa đây chắc chắn vẫn là năm Tam Tai, cho nên là các chị cẩn thận nhất là tai nạn ha, bổn mạng rất là bất an, coi chừng phạm thân. Vừa gặp Thái Bạch ha, mạng thì bị sinh xuất, sao Thái Bạch vận niên thì lo âu, tinh quân thì đủ thứ tinh quân xấu hết, cho nên là rất là dễ phạm thân, cho nên là cẩn thận ha. Cho nên nếu như mà là các chị thì em nên đầu năm em nên đi cúng sao hạn, hoặc là hàng tháng em phải đi cúng sao hạn, ở nhà mình cũng cúng được, hoặc là sao hội thì ngày mùng 8 hoặc mùng 6 gì đó của các chùa đều có cúng. Nếu các chị bên đạo Phật thì cúng sao hạn nó sẽ tốt cho các chị hơn. À, rồi trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018, à, cũng như là một cái số vấn đề khó khăn mà các chị phải đương đầu ở trong năm Mậu Tuất 2018, nên các chị cẩn thận. Thì để làm rõ hơn thì em có làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho các chị, để các chị biết rằng tháng nào nó xung mình nhiều nhất, và tháng nào nó tốt, và tốt ở chỗ nào, và xấu xấu ở chỗ nào, để mà các chị đề phòng, à, cho nó cẩn thận. Chứ còn nói cả năm vậy mà 12 tháng biết tháng nào tốt, tháng nào xấu để mình cương nhu ha. Thì đầu tiên hết á, của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Giáp Dần, tháng Giêng là tháng Giáp Dần, tháng Thủy. Thì như vậy mệnh là chúng ta, các chị mệnh Thủy gặp tháng Thủy là Thủy đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt. Thiên can Bính Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, rồi địa chi là thì nhóm Tam hợp, à, Dần Ngọ Tuất rất là tốt. Mình tuổi Ngọ gặp tháng Dần năm Tuất ha, cho nên là tháng này gọi là tháng may mắn, đem lại nhiều điều khởi động tốt. Mệnh thì đồng hàn ha, thiên can là Bính là hành hỏa, giáp là hành mộc, như vậy là ngũ hành của thiên can được tương sinh, như vậy tháng này là một tháng rất là tốt. À, đối với các chị dù là năm sau Thái Bạch gì đó tôi không biết, nhưng mà tháng Giêng là tháng khởi đầu của tôi ok. À, các chị có thể nói vậy, tại vì sao mệnh tương sinh rồi thiên can cũng tương sinh, địa chi thì nhóm tam hợp, mà tam hợp thì nó hóa rất là nhiều thứ, nó sẽ đem cho chúng ta rất là nhiều cái sự may mắn. Tháng này cũng bài chắc bộ ăn đó, nhưng mà đừng có nói ha, các chị tuổi này thì không mê cờ bạc. À, rồi tiếp đến là tháng 2, tháng Ất Mão, một tháng Thủy nữa, như vậy mệnh cũng như tháng Giêng chúng ta cũng được mệnh đồng hành, thiên can Bính Ất cũng không xung không hợp không gì hết. À, rồi địa chi Ngọ Mão, Tý Ngọ Mão, Ngọ Mão, à, là lục xung, Ngọ với Mão là lục xung. À, như vậy là không may mắn như tháng Giêng, chúng ta có tháng tháng 2 Ất Mão này là thủy đồng hàn, sức khỏe thì không vấn đề ha. Thiên can Bính thì cũng hành hỏa, Ất cũng hành mộc, cũng là gọi là tương sinh về thiên can. À, thiên can ngũ hành của thiên can vẫn là tương sinh tốt, tuy nhiên địa chi là lục xung Ngọ Mão, thì như vậy là nếu mà lục xung trong tứ hành xung như thế này á, thì nó sẽ dễ đem những cái sự mà rắc rối về gia đạo, à, gặp cái sự buồn phiền không tốt con cái. À, các chị không cờ bạc nhưng biết đâu thằng con nó cờ bạc, nó tháng này nó đem đống nợ về cái buồn. À, nói nha, nhà con trai rất là dễ đem chuyện buồn cho mẹ, cho nên là cẩn thận nó ha, quản lý nó những ngày những tháng Tết này tốt chút xíu, chứ không nó xa lọ là mình cũng phải là người chịu trách nhiệm. Các chị là cái người mà đứng thường là đứng mũi chịu sào, trụ cột của gia đình, cho nên là sẽ phải rất là đau đầu. À, rồi cho nên là tháng tháng hai các chị cẩn thận về cái đường gia đạo ha, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 3 tháng Bính Thìn, à, tháng Thổ, thì tháng này mệnh nó là Thổ khắc Thủy, một tháng khắc bộ mệnh của các chị, cho nên là đề phòng sức khỏe nặng tay. Thiên can Bính thì hai chữ Bính nó độc hàn, à, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc. Địa chi Ngọ Thìn là tự chủ bình hòa, không tương hại không tương hợp. À, như vậy là
tháng 3 này đổi qua thì chúng ta sẽ phải, các chị phải để ý mệnh của các chị, từ vì thổ nó khắc thủy, mà tháng khắc bản mệnh mà gặp chúng ta là ở trong những cái năm mà bổn mạng bị sinh xuất thủy sinh mộc nữa thì bổn mạng đã yếu, gặp tháng khắc bổn mạng nữa thì các chị cần đề phòng mệnh hoạn, nhất là phần bao tử và tai nạn ha. Rồi như đã nói ở trên là bổn mạng của các chị yếu, tai nạn dễ rất là hành thân, cho nên đề phòng sức khỏe của tháng này là chủ yếu ha. Bính thiên can chữ bính nó đồng hành hỏa, ok, không có vấn đề gì hết. Địa chi ngọ thìn cũng vậy à, như vậy là về công việc làm ăn của tháng này thì hoặc là gia đạo nó sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng bổn mạng của các chị cần phải đề phòng à. Tiếp đến là tháng 4, tháng đinh tỵ và tháng thổ, thì tháng này cũng như tháng 3 nó là thổ khắc thủy à, cho nên là cũng phòng tai nạn. Thiên can bính đinh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng về chủ à, nhưng mà bính với đinh này đều là cùng hành hỏa luôn, cho nên là tháng 3, tháng 4 này khá giống nhau về công việc à. Rồi á, ngọ với tỵ á, cũng vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra hết, cũng không tương xung không tương hợp nha. Ngọ với tỵ cũng cùng hành hỏa luôn à, như vậy là tháng 4 này, tháng 3, tháng 4 khá giống nhau à, chủ yếu vẫn là về phần sức khỏe và tai nạn, còn về công việc thì mọi thứ không có chuyện gì xảy ra hết à, mọi thứ là cùng hành hỏa nè, rồi ngọ tỵ cũng vậy à, cho các chị các công việc cũng như gia đạo ổn thỏa. Nhưng mà tháng 3, tháng 4 thì các chị nhớ cẩn thận về phần sức khỏe của mình. Rồi đến tháng 5 à, tháng này là tháng mậu ngọ à, tháng này là tháng tuổi của các chị. Thì như người ta nói năm sinh tháng đẻ, mà như anh đã nói ở những cái video khác, thì tháng ví dụ như các chị tuổi bính ngọ gặp tháng bính ngọ luôn thì cái sự xung khắc, cái sự xấu nó không có nhiều, nhưng mà người bính ngọ gặp tháng mậu ngọ thì nó lại hoàn toàn khác à. Mệnh tháng là tháng hỏa, gặp thủy thì là tương khắc, thủy khắc hỏa, mà bản mệnh khắc tháng à, cũng không có tốt cho sức khỏe, đề phòng tai nạn. Thiên can bính mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, nha. Nhưng mà là ngọ với ngọ, bản thân của nó về tử vi là tử hình, và chúng nữa là chúng ta là tháng tuổi à, tháng tuổi mà hoàn toàn tương khắc của chúng ta, mệnh khắc à, bính mậu là sao, chữ bính hành hỏa, sinh xuất mậu thành thổ à, như vậy là thiên can cũng bị sinh xuất, cho nên là công việc cũng sẽ phải bị sinh xuất ra à, công việc nó có sự hao tốn tốn tài, mà các chị là gặp sao thái bạch nữa, mà gặp cái tháng mà có dấu hiệu của hao tốn thì cẩn thận về tiền bạc, gặp nó luôn vô trong địa chi là tháng tuổi nữa, thì nếu là các chị thì em sẽ cực kỳ cẩn thận tháng này, vừa về sức khỏe, công việc và cả luôn cả việc gia đạo. Tháng này là một cái tháng có thể nói là xấu nhất trong 6 tháng đầu năm à, đem lại cho các chị rất là nhiều điều khó khăn, cho nên là các chị thì tháng này em ngồi im không nhúc nhích. Chồng xưa giờ mình sai chồng, giờ chồng sai cũng phải đi làm, đừng có mà ý kiến ý còn, mất công nó có chuyện ha. Em note lại chỗ này ha, là các chị phải cực kỳ cẩn thận tháng mậu ngọ của năm mậu tuất ha, hai chữ mậu mà tháng tuổi ha, thiên can mình ngựa mệnh mệnh thủy gặp ngựa mệnh hỏa cực kỳ khó chịu, mà hỏa này là hỏa mậu ngọ, hỏa thiên thượng hỏa, không có sợ thiên thượng thủy chúng ta lúc nào đâu, lửa đó là không có dập được ha, cho nên là cẩn thận. Rồi đến tháng 6, một tháng kỷ mùi à, tháng kỷ mùi cũng là tháng hỏa, như ở trên cũng như tháng 5 là thiên thượng hỏa, thì thủy chúng ta các hỏa bản mệnh xấu, không tốt cho bản mệnh, bính kỷ thì không xung không khắc ha. Rồi địa chi ngọ mùi thì thuộc nhóm lục hợp à, tốt cho địa chi, tốt cho địa chi thì tốt cho gia đạo. Như vậy thì với tháng 4 và tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là 4 tháng nữa. Một là mệnh chúng ta tương khắc tháng, hai là tương tháng khắc mệnh chúng ta. Thì như vậy là sức khỏe của 4 tháng này cực kỳ khó chịu à, tới tháng 4 tháng liên tiếp phải đề phòng về sức khỏe thì nó là một cái khá căng thẳng à, thiên can thì của tháng kỷ mùi là bính với kỷ
Bính thì hành hỏa, kỷ thì hành thổ, cho nên là gọi là sinh thiên can sinh sức, cho nên là tháng 5 tháng 6 thì coi chừng tổn tài, coi chừng đưa tiền ra là mất ha, tốn tiền vô cớ. Nhưng mà tháng 6 này nó tốt hơn tháng 5 ở sao, thì chúng ta có được ngọ mùi là thuộc nhóm lục hợp, ngọ cho nên là nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều điều tốt đẹp. Hy vọng rằng với những cái lục hợp, với cái sự may mắn của lục hợp địa chi sẽ phần nào coi như là chế hóa bớt cái sự sinh xuất của thiên can, chữ bính và chữ kỷ, rồi á thì sẽ đem lại cho các chị cái sự gọi là bớt chông chênh hơn cái tháng 5. Nhưng nếu là các chị thì tháng 5, tháng 6 thì em cũng phải đề phòng, tại vì mới vừa qua cái tháng 5 cực kỳ xấu thì không thể qua cái tháng 6 cái mình nhảy lên trời lại được, mình phải tà tà, cho nên là mình cũng phải còn cẩn thận. Như vậy là với vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Bính Ngọ của nữ mạng sinh năm 1966, thì có 4 tháng từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là cực kỳ khó khăn về bổn mạng. Đặc biệt là tháng 5, một cái tháng mà gọi là tháng tuổi có nhiều điều mà rất là khó khăn, cho nên là các chị cần cẩn thận nhiều hơn. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các chị có được những cái dự định trong cái công việc làm ăn cũng như gia đạo của mình, giúp cho gia đạo cũng như công việc làm ăn có được cái sự thăng tiến nhất định, con cái được đời hè và dễ dàng vượt qua sóng gió. Có một năm khó khăn đó, nhưng mà với tài trí và sự khôn ngoan vốn có của người Bính Ngọ nữ thì em hy vọng rằng nó không quá là thử thách đối với các chị, và các chị sẽ vẫn sinh tài lộc với những thông tin em đã đưa ha, có được thêm một cái nhà mới, tạo được một cái xe hơi xịn hơn, thậm chí là có tiền đi du lịch đây đó. Cảm ơn các chị đã quan tâm và theo dõi đến phút này. Nếu các chị thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác cùng biết. Đặc biệt nếu như mà các chị ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký kênh ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo của em về tử vi phong thủy, để chia sẻ với gia đình cũng như bạn bè người thân của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.